Xin kính chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn thân mến. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Trần Ca Việt Phúc, hiện đang là sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Mã số sinh viên của em là COV021HB022. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bộ môn, đó chính là bộ môn Excel, tin học văn phòng. Với nội dung bài tập hôm nay, đó chính là chúng ta có 100 công ty về nước thông tin, nước giải khát, sản xuất và phân phối, theo như bài tập 5 ở buổi trước. Chúng ta sẽ quay lại tiến trình copy tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và email. Từ đó chúng ta sẽ xuất ra cái bản này qua file PDF. Thì bây giờ bên này là em đã copy ra những thông tin. Những thông tin trên này em đã lấy được trên là trang hoàng Việt Nam. Trang web trang hoàng Việt Nam. Đây, ví dụ ở đây sẽ có một là công ty này. Hai là ngành, nước giải khát và sản xuất phân phối. Ba là địa chỉ. Đây là địa chỉ. Và đây số điện thoại và cuối cùng là địa chỉ email. Đây. Thì đầu tiên chúng ta đến với phần lọc tên công ty. Thì tên công ty là sao? Đây. Tên công ty là nó ở đây. Thì theo em được thấy thì tên công ty sẽ đứng trước cái từ Zero Passenger Star. Đây. Đó. Tên công ty sẽ đứng trước cái từ này. Vậy cứ theo quy luật đấy thì ta áp dụng công thức, đó là ta dùng hàm if thôi. Thì đây là em sẽ tiến hành if. Trước hết là em phải có cái này như là. Này. Ta làm cũng chờ ta sẽ làm công thức ở dưới cho nó đều. Zero này sẽ là điều kiện. Nếu mà điều kiện là OA3 này bằng cái từ Zalo này thì trả về kết quả đúng là ở trên. Còn nếu mà không thì ta cho số 1 đi. Được. Giờ ta sẽ copy công thức thôi. Khi ta đã copy công thức thì chúng ta sẽ đến với giai đoạn này, chúng ta sử dụng dùng hàm lọc, đó là chúng ta ấn vào data và ấn vào filter, sau đó chúng ta sẽ tắt cái này đi. Tắt khoảng trắng, ok. 100 nữa nha, chúng ta là lọc được ra 100 thông tin, là từ đó là có 100 công ty. Vậy chúng ta sẽ copy những công ty bên này, con xe chuyển sang bảng bên này. Ok. Ta sẽ tăng kích cỡ chữ lên 14 là giống cái này. Ok, vậy chúng ta đã hoàn thành được tên công ty. Tiếp theo là phần địa chỉ. Đây, rồi chúng ta sẽ tắt lọc. Và với phần địa chỉ. Đây chính là địa chỉ thì nó sẽ ở đâu? Các bạn thấy không? Từ ngành xuống đến địa chỉ. Đây cũng vậy, ở hai vậy, ngành xong đến địa chỉ. Cứ như vậy, đây ngành xong đến địa chỉ. Thì chúng ta cũng tiếp tục giống như hàm if thôi, chúng ta sử dụng hàm ngành. Ok. Ta sử dụng hàm if với hàm ref hay hàm. Ok. Sẽ bằng hàm if. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lọc địa chỉ là chúng ta right là lấy từ ký tự bên trái, chúng ta sẽ chọn hàng này, chúng ta lấy bao nhiêu ký tự, nó chính lấy 5 ký tự.
5. Đúng không? Và cho cụm này sẽ bằng chữ ngành. Ok. Đấy. Nếu mà này bằng ngành thì sẽ trả cái kết quả ở dưới nó. Và đây là 2. Center. Thức có sao? Là chúng ta dùng hàm left mới đúng. Đúng rồi, left ở bên trái. Ok, được rồi này, enter. Đó, giờ mới đúng này. Sau đó chúng ta sẽ copy công thức hết một lượt. Khi ta copy công thức thì tiếp tục ta dùng hồi nãy là tiếp tục có thể dùng hàm lọc, hàm filter. Ấn chuyển filter và bắt đầu lọc kết quả. Ta sẽ lọc số 2 nè. Và lọc ở bà lăn. Chỉ cần nó chỉ ra 100 thông tin, 100 dữ liệu. Và đúng. À, đúng luôn. Vậy chúng ta sẽ có phần địa chỉ này vô. Phần bảng chúng ta đã thiết lập từ trước. Và chúng ta tăng kích cỡ chữ lên. Ok. Vậy thì ta sẽ cùng nhau chất lại nhé. Đây công ty này, đúng chủ nhắm. Đây, còn phần về phần địa chỉ theo là bên phần địa chỉ ta sẽ xem địa chỉ xong phần địa chỉ chúng ta sẽ chuyển sang phần số điện thoại. Thì số điện thoại đây. Trước hết chúng ta tắt lọc. Okay. Vậy cũng địa chỉ cũng y chang. Sẽ từ ngành đến địa chỉ là đây. Online số điện thoại. Ngành xuống 2 ô. Đây số 3 nhé. Đây số 4 này. Ngành xuống 2 ô là số điện thoại. Vậy chúng ta sẽ chúng ta cũng sẽ dùng hàng như là hàm if và hàm let. Góc ngành đi c này lấy 5 ký tự. Tiếp theo trả về kết quả đúng là ở dưới này và sai là cho số 3. Ok, vậy chúng ta có công thức xuống và chúng ta để hàm lọc. Chúng ta sẽ bỏ số 3 đi. Ok, 100 dữ liệu tương ứng với 100 công ty. Và chúng ta sẽ tiếp tục copy lại toàn bộ và chúng ta chuyển sang cái bảng. Ok. Chúng ta sẽ tăng kích thước này lên. Chúng ta phải lên là 4. Ok. Và như vậy sẽ có những số điện thoại nó bị lệch đây. Thì giờ mình sẽ điền sửa lại. Để đúng mình sẽ nếu mà mình ghi số 0 thì nó sẽ hỏi phải thi dấu phẩy này xuống 0 nó phải trên. Ok. Thì nó sẽ mới hiện số 0 được, nó giữ số 0 được. Vì Excel mà số 0 trước nó sẽ không có giá trị gì nên nó sẽ không điền. Vậy mình phải thêm số phẩy vô. Đây là số điện thoại bàn.
Đó, ta sẽ tiếp tục làm tương tự từng bước như vậy thôi. Cái này là số 1900 nên chúng ta không biết rồi. Đã. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần thông tin, đó là số điện thoại. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang email. Ở đây. Đấy, phần email sẽ rất là phức tạp hơn cái này nhiều. Đầu tiên chúng ta sẽ tắt lọc trước. Ok. Phần email đây. Phần email sẽ đứng gì? Gửi email xong đến email chúng ta. Đấy, chúng đấy, gửi email xong email. Rồi, cứ theo quy luật như vậy thì chúng ta thấy được thì chúng ta mình dùng hoặc if và let như vậy thôi, và sẽ có cái những email mà chúng ta sẽ không xuất hiện được đây. Còn nước sẽ gửi email nó nằm ở cái này, chúng ta sẽ có đó, thì gửi email mình sẽ cho quần này luôn email. Phần giá trị A25 mà bạn gửi email thì trả về kết quả đúng. Thế là email như thế này, là trang web, website chứ email. Website người ta, chứ mình phải chỉnh lại đây website, không phải là email. Ok. Tiếp theo mình trở về kết quả sai thì chúng ta cố cho mình cái phần. Ấn nút xuống. Và từ đây chúng ta sẽ lọc đi. Và lưu ý, chúng ta lọc ở đây, đây sẽ lọc. Chúng ta không nên bỏ khoảng trắng. Bốn lần chúng ta nên bỏ. Và nhất thiết đầu tiên là chúng ta bỏ số 4 đi. Số 4 này là trùng. Ok. Ừ. Hiện ra chúng ta được bao nhiêu? 117 dữ liệu. Để có những dữ liệu là những khoảng trắng này. Nhưng mà khoảng trắng thì là có những cái rồi là website. Đây, mình sẽ chuyển qua bên này. Đây. Có những email mà nó bị bỏ thì mình sẽ bắt đầu chất từ bên này sang. Đây, một này. Cái thứ 4 là trống. Cái thứ 4 trống. Đúng không? Chúng ta phải nâng chữ lên. Để xin nhớ có phải nâng chữ. Đây, tăng kích thước chữ. Sẽ. Đây. Theo tập bộ này. Ok, đến với công ty thứ năm. Công ty thứ năm đây, đây bắt đầu từ nước khoáng. Đây.
đến giờ là từ tháng 1 số 37 là tới cuối cùng là trang nguyên. Đây, trang nguyên có bên đây. Rồi tiếp theo nó xóa này đi để chạm với trang hương thì chúng ta sẽ bỏ đi một cái số 38 là vitamin từ và tám đầu từ này trong này có email có website có địa chỉ website tới số infoders về việc chính là chúng ta sẽ chết à, vì nó sẽ bị lệch nó như thế này có những email không có này về tiếp theo website. Info đó thì chúng ta sẽ bỏ đi một và bắt đầu ở đây làm thời gian để 2 URC chúng ta sẽ chết hơn tao biết 1, 2, 3 3 cái. Ở nhà thì chúng ta bỏ đi một này và chúng ta phải tái dương hà với tới khi nào mới được cái này. Tiếp theo là phần này screen hà chúng ta bỏ đi cái từ gao tới cả hai chi giao cho tới cả hai chi và có tới đây về thì bắt đầu ta W tới subakumi vì đây rồi xóa này yes. Nó sẽ bỏ đi một cái okay, chúng ta bỏ đi một cái bỏ đi hai cái cô làm gì đấy mà làm bài nó video ok sẽ được xin tâm và bỏ tiếp tục có nhiều có nhiều trước xem nào tâm công ty số 8 nào tâm là 18 công ty số 18 xem đúng rồi đúng rồi thì số bao nhiêu từ 85 85 từ trao việc tục bao nhiêu đầu người cũng
Thì số 88 là một chữ hồ Tây. Relax, pause. Đây là số rồi. Đây thì nó sẽ không có nên là sẽ có thế này. Mình làm này mình sẽ chích liên tục để không bị nhầm. Và như vậy chúng ta xong sẽ chỉnh sửa. Sau đó chúng ta sẽ chuyển file này sang file PDF. Và chúng ta làm cách nào? Trước hết chúng ta phải chỉnh lại kích thước của nó chứ. Chúng ta đến phần view. Đây, chúng ta ấn vào đây phần này. Và kéo này ra. Kéo này đến hết như này. Xong khi ta đã kéo được như vậy, ta sẽ đến một file này từ có người làm để chuyển file này sang file PDF này. S PDF. Okay. Đây chính là cái file PDF. Người sẽ phóng to lên. Và video của em đến đây là kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.